Cô xin chào các em. Chúc các em có những phút học lịch sử thật bổ ích và hiệu quả. Trong tiết học hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập lịch sử với nội dung chương 1, phần lịch sử Việt Nam. Tiết 41, làm bài tập lịch sử. Bài tập 1. Chúng ta làm bài trắc nghiệm. Chọn câu trả lời đúng nhất. Câu thứ nhất. Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam đầu tiên ở đâu? Đáp án đúng, Đà Nẵng. Câu 2. Ai là người chỉ đạo quân dân ta chống Pháp ở Đà Nẵng? Đáp án đúng, Nguyễn Tri Phương. Câu 3. Ai là người chỉ huy quân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất? Đáp án đúng, Garnier. Câu 4. Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương ở đâu? Đáp án đúng, Tân Sở. Câu 5. Phan Đình Phùng là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào? Đáp án đúng, Hương Khê. Câu 6. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần Vương? Đáp án đúng, Yên Thế. Chúng ta sang bài tập 2. Nối cột thời gian với sự kiện. Chúng ta có cột thời gian tương ứng là cột sự kiện, thì chúng ta nối cột thời gian với sự kiện sao cho phù hợp. Thời gian vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp tấn công Đà Nẵng. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, Pháp tấn công Gia Định. Ngày 20 tháng 11 1873, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Ngày 21 tháng 12 năm 1873, chiến thắng Cầu Giấy lần 1. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Ngày 19 tháng 5 năm 1883, chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, cuộc phản công của phái chủ chiến ở Kinh Thành Huế. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Các em sang bài tập 3. Nêu nội dung các hiệp ước Triều Đình Huế đã ký với Pháp. Thì chúng ta đã học Triều Huế ký với Pháp 4 hiệp ước. Đó là hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, hiệp ước Giáp Tuất năm 1874, hiệp ước Hát Măng năm 1883 và hiệp ước Paternotte năm 1884. Thì các hiệp ước này có nội dung như thế nào? Các em đọc lại 4 cột nội dung. Hiệp ước thứ nhất là hiệp ước Nhâm Tuất ký năm 1862.
Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, tức Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và đảo Côn Lôn, mở ba cửa biển ở Đà Nẵng, Ba Lạc, Quảng Yên cho Pháp vào buôn bán, cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo, bồi thường cho Pháp 288 vạn lạng bạc. Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân chúng ngừng kháng chiến. Hiệp ước thứ hai là Hiệp ước Giáp Tuất ký năm 1874. Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kỳ, còn triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Hiệp ước thứ ba, Hiệp ước Hát Măng ký năm 1883. Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Các tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ để nhập vào đất Nam Kỳ thuộc Pháp. Ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kỳ. Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung Kỳ, nhưng mọi việc phải thông qua viên công sứ Pháp ở Huế. Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kỳ thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ. Mọi việc giao thiệp với nước ngoài, kể cả với Trung Quốc, đều do Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân đội khỏi Bắc Kỳ về Trung Kỳ. Hiệp ước thứ tư là Hiệp ước Bâtonnot năm 1884. Nội dung cơ bản giống với Hiệp ước Hát Măng, chỉ sửa đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kỳ nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn. Bài tập 4. Các em so sánh điểm khác nhau giữa phong trào nông dân yên thế và phong trào cầm vương. Về mục tiêu, phong trào cầm vương là chống Pháp, khôi phục chế độ phong kiến. Khởi nghĩa yên thế là chống Pháp, bảo vệ cuộc sống tự do của người dân yên thế. Thành phần lãnh đạo, phong trào cần vương là các văn thân sĩ phu yêu nước. Thành phần lãnh đạo của khởi nghĩa yên thế thuộc giai cấp nông dân. Thời gian phong trào cần vương tồn tại từ 1885 đến 1896. Khởi nghĩa yên thế kéo dài từ 1884 đến 1913. Địa bàn hoạt động phong trào cần vương chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Địa bàn hoạt động của khởi nghĩa yên thế chủ yếu là ở Yên Thế. Bài tập 5. Tại sao nói phong trào cần vương cuối thế kỷ 19 thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho đất nước? Phong trào cần vương là sự tiếp tục kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, không phải từ khi bắt đầu có chiếu cần vương vào tháng 7 năm 1885, mà đã được chuẩn bị ngay sau khi triều đình Huế ký Hiệp ước Quý Mùi năm 1883. Đáp lại việc ký Hiệp ước đầu hàng, phong trào kháng chiến của nhân dân ta bùng nổ khắp nơi. Sự phân hóa trong giới quan lại của triều đình đã dẫn đến cuộc tấn công quân Pháp ở Kinh Thành Huế, và ngay sau đó, khi có chiếu cần vương, phong trào hưởng ứng chủ trương cần vương cứu nước diễn ra sôi nổi từ 1885 đến 1896. Mục đích của phong trào là đánh đuổi quân xâm lược Pháp để khôi phục nhà nước phong kiến đã sụp đổ, thể hiện tinh thần trung quân, ái quốc. Nhưng mục đích lớn nhất trước hết là đánh giặc cứu nước, đó chính là yêu cầu chung của cả dân tộc. Chính mục đích này chi phối nên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, từ 1888 đến 1896, không có sự lãnh đạo của triều đình, phong trào vẫn tiếp tục phát triển quyết liệt, quy tụ tại một số trung tâm lớn như cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình và đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hương Khê.
Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa không phải là các võ quan triều đình như trong thời kỳ đầu chống Pháp, mà chủ yếu là các văn thân sĩ phu yêu nước, có chung một nỗi đau mất nước với quần chúng lao động, nên đã tự nguyện đứng về phía nhân dân chống Pháp xâm lược. Lực lượng tham gia kháng chiến chủ yếu là các văn thân, sĩ phu, nông dân yêu nước. Kem sang bài tập 6. Thông qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, so sánh thái độ của nhân dân ta và thái độ của triều đình nhà Nguyễn. Về phía triều đình, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam đúng vào lúc chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn. Nước Việt Nam đã suy yếu về mọi mặt, nên không còn khả năng chống đỡ trước sức tấn công của tư bản phương Tây. Vì vậy mà nhà Nguyễn sớm có tư tưởng chủ hòa, sợ giặc, cuối cùng dẫn đến thiếu quyết đoán, chỉ đạo đường lối sai lầm. Triều đình nhà Nguyễn không thống nhất được quan điểm, nên đã ảnh hưởng đến vấn đề thời cơ. Trong quá trình chống Pháp, ta có rất nhiều cơ hội mà hoàn toàn nắm bắt được để tiêu diệt kẻ thù, nhưng triều đình Huế đã không làm được điều này. Khi đối mặt với kẻ thù, triều đình luôn do dự, không có đường lối kháng chiến rõ ràng, nên cuối cùng đầu hàng giặc từng bước. Vì thế, nhà Nguyễn không thể phát động được một cuộc kháng chiến toàn diện, bỏ qua nhiều cơ hội đánh thắng kẻ thù. Trái với thái độ của triều đình nhà Nguyễn về phía nhân dân, thì dân tộc ta sớm có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, nên cuộc xâm lược của thực dân Pháp và sự phản bội của triều đình đã vấp phải những quạt phản ứng quyết liệt của nhân dân. Phe chủ chiến đã tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân mà gây áp lực với Pháp, cản trở phe chủ hòa cấu kết với Pháp. Thái độ của nhân dân từ khi Pháp nổ súng xâm lược đến khi Pháp mở rộng chiếm đóng đều luôn thống nhất, trước sau như một. Cả nước sôi sục phong trào đánh Pháp. Trong lúc triều đình Huế hoang mang dao động ký hàng ước, thì phong trào đấu tranh của quần chúng vẫn diễn ra sôi nổi. Trong năm 1862, phong trào chống Pháp dâng cao ở hầu hết các nơi, nhất là ở các tỉnh Định Tường, Gia Định. Điển hình có các cuộc nổi dậy của Trương Định, Nguyễn Trung Trực. Qua 6 bài tập vừa mới làm thì các em một lần nữa đã củng cố được nội dung chương 1 của phần lịch sử Việt Nam. Tiết học sau thì các em sẽ tìm hiểu bài xã hội Việt Nam từ 1897 đến 1918. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai ý. Ý thứ nhất, tổ chức bộ máy nhà nước. Ý thứ hai, các chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Tiết học này đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.